3 tháng của tôi đâu vậy? Không có tiền hôm nay tao đập quán hết. Đừng lại. Mày là ai hả nhóc? Hai người này nợ anh bao nhiêu? 10 triệu. Trong đây có trên 10 triệu. Đừng làm phiền họ nữa. À con ăn đi con. Cái này chú cho chú không có lấy tiền đâu ha. Dạ thôi con không dám được. Ăn quệt á thì bị người ta chửi. Giờ ra miễn phí thì chê. Ăn lẹ đi. Ôi thằng đi. Nãy chú cũng vô tình nghe chuyện của hai anh em con rồi. Hay, tội nghiệp. Vì hoàn cảnh nghèo mà phải nhanh như vậy. Con... Chú thấy con cũng còn khỏe mạnh, lành lặn. Cái cần con cố gắng con làm việc thiện đi. Con đừng làm chuyện này nữa. Con cũng muốn lắm á chú. Nhưng mà tại hoàn cảnh con... Hoàn cảnh gì? Hoàn cảnh có thể thay đổi được. Chú từng tuổi này chú biết mà. Con chỉ cần con cố gắng, quyết tâm làm là được thôi nha. Chứ con làm kiểu này hoài, có ngày ta bắt được ta quýnh con chết. Đúng rồi đó anh hai. Em không muốn anh ăn cắp để người ta khinh đâu. Thấy chưa? Cái nhỏ nó còn biết nữa. À, nhưng mà con đừng cứ bi quan vậy nha. Bây giờ quán chú thì nhỏ, nhưng mà nếu con quyết tâm phục thiện, chú sẽ nhận con. Không được đâu ba. Cái mặt của nó ăn quỵt nổi tiếng vùng này luôn á. Ba dặn nó đi, khách vô thấy nó chắc tao không ăn đâu. Dạ chắc không cần đâu chú ơi. Con hứa với chú là con sẽ tìm một công việc đàng hoàng con làm. Con không dám làm ảnh hưởng tới chú đâu. Hứa đó nha. Tiền nợ 3 tháng của tôi đâu vậy? Không có tiền hôm nay tao đập quán hết. Đừng lại. Mày là ai hả nhóc? Hai người này nợ anh bao nhiêu? 10 triệu. Trong đây có trên 10 triệu. Đừng làm phiền họ nữa. Cầm tiền rồi thì đi đi. Không tôi báo công an đó. Tao hết mày báo công an á. Thả hồn ra chưa? Tao không đi á sao? Ây da. Thả hai cha con hỏi. Đi tôi. Ba con thằng ba. Hai người có sao không? Tôi không sao. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Chú không nhận ra con hả? Thằng ông Quỳnh nè ba. Thằng ông Quỳnh. Trời ơi. Trời ơi đẹp cái này. Đẹp trai vậy. Mười năm nay đi đâu vậy? Trời ơi. Lạ nghe. Thôi được rồi. Ngồi nói chuyện đi. Ngồi thằng ông Quỳnh. Ngồi đây. Con ngồi đây. Ê kể chú nghe nha. 10 năm qua con đi đâu làm gì? Sao không cho chú biết vậy chứ chạy? Dạ. Tại 10 năm qua con đi làm ăn xa hả chú? Rồi bây giờ con cũng tạm gọi là thành công nên con mới về gặp chú. Rồi thành công là tốt rồi. Em con đâu rồi? Nó khỏe chưa? Dạ, em con cũng ổn rồi. Nó cũng có xin về đây thăm chú. Nhưng mà con không cho, tại thấy không đảm bảo sức khỏe cho lắm. Mà nó nhớ chú lắm đó nha chú. Thời đó mày bỏ đi, mày không nói lời nào á. Ba tao tưởng mày ăn quỵt địa bàn này không được mày bỏ thứ khác này chứ. Ông buồn quá trời luôn. Dạ, chú thông cảm cho con. Tại lúc đó con thấy con tệ quá. Con không dám gặp chú. Sợ gặp rồi nặng lòng nhau nữa. Được rồi, thành công là tốt rồi con. Bây giờ con ngồi đây chú vô chứ làm dĩa cơm cho con ăn nha. Bây giờ nha. Thôi chú, nãy con có ăn rồi. À mà chú nè, tụi giang hồ hồi nãy nguy hiểm quá chú. Nhưng mà thôi chú với anh yên tâm, con sẽ nhờ bạn con là công an giải quyết cho chuyện này nha. Vậy cảm ơn con ha. Chú đừng có nói vậy. Người cảm ơn là con mới đúng. Giờ có chú mà cuộc đời con mới thay đổi. Con cảm ơn chú. Con trai cảm ơn nghỉ đi. Giờ mình ngồi đây. Chú vô cho làm con dĩa cơm đặc biệt luôn. Con thích lắm. Rồi đó mà qua đây mà ăn người ta 2-3 dĩa còn được. Giờ dĩa nữa. Ôi con dạ. Tiếp anh nha. Ba vô làm cơm đi. Tiếp anh. Mày ngồi đây anh lấy nước cho mày uống nha ha. Ăn quên.